Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ. Và trong hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn về một cái mẫu sản phẩm Hoàng Gia Louis mặt tràn dày 10 phân và làm bằng chất liệu hương đá các bạn nhé. Những cái mẫu sản phẩm này thì hoàn toàn đang được ưa thích cũng như là đang được lựa chọn rất chi là nhiều trong cái căn phòng khách, bởi vì cái sự quyền uy đẳng cấp và sức mạnh của gia chủ sẽ lâng lên cái vượng khí tốt cũng như là để có thể sở hữu được mẫu sản phẩm này. Thì anh chị em mình có thể xem những cái video thước phim mà khi em giới thiệu sản phẩm, và cũng như là những cái mẫu sản phẩm này đã được bên cơ sở em đục tỉa bằng tay rất chi là kênh bong và cũng như là rất chi là đẹp các bác nhớ. Đấy, và đầu tiên thì sẽ là chiếc đoạn dài này. Chiếc đoạn dài này thì em đang làm là đoạn dài 2m6, chiều cao từ chân lên đỉnh là 1m70, và sâu của bì của bộ sản phẩm này thì đã là 78 phân các bác nhớ. Và hoàn toàn em đang được đục là trương Louis hoa hồng. Trương Louis hoa hồng, hoa hồng thì sẽ trong phong thủy sẽ biểu tượng cho tình yêu của đôi lứa, tình yêu của gia chủ các bác ạ. Và hoàn toàn những cái chi tiết này cực kỳ cao, cực kỳ khủng với những cái hàng này, hoàn toàn đã được đục tỉa kênh bong và hoàn thiện qua 7 lớp sơn đục tỉa kênh bong này. Đấy, từ những cái thói sâu này, những cái hóm sâu này, bên cơ sở em đã được đục tỉa này, cực kỳ đẹp với những chi tiết như này. Đấy, đục tỉa sắc nét cũng như là hoàn thiện qua 7 lớp sơn, sờ chỗ nào mịn chỗ đó các bác ạ. Và bộ này thì vách tựa lưng thì em đang được ghép là 5 miếng các bác nhá. Vách tựa lưng thì đang được ghép là 5 miếng. Và mỗi cái vách tựa lưng này thì ví dụ nhà mình có thể chơi ghép 3 miếng cũng được, và cũng như là chơi 5 miếng cũng được, bởi vì tùy theo cái phân khúc và cũng như là cái sở thích của gia chủ thôi. Và bộ này thì em đang được đục là hai mặt này. Đấy, mặt sau này, mặt sau sẽ được đục là led nha các bác nhá. Mặt sau đục là led, bộ này cực kỳ cao. Đó, cực kỳ cao luôn các bác ạ. Đó, và hoàn toàn đây là những cái bộ sản phẩm mà bên cơ sở em đang được làm hàng chọn gỗ chọn vân của một bạn khách ở Nghệ An. Và cũng như là bản tay thì sẽ là bản tay 20. Đấy, bản tay sẽ là bản tay 20. Đó, và mặt tràn liền nguyên một khối và vân veo. Anh chị mình có thể nhìn vân veo cực kỳ vip luôn ạ, cực kỳ đẹp về những cái chiếc vân này. Và tiếp theo đó thì sẽ là một chiếc bàn lớn. Một chiếc bàn lớn này thì bên cơ sở em đang được làm với thông số kích thước là bàn dài lên đến là 1m80, bàn dài 1m80, và chiều ngang của bàn thì đang là 70 phần các bác nhá. Và bàn này, đấy, bàn hiện tại đang được để chôn để nguyên vân gỗ đấy, để cho tất cả chị em mình nào thích chơi những đường vân đẹp cũng như là thích ngắm nhìn những cái đường vân này thì không thể bỏ qua được những cái bộ sản phẩm này rồi các bác ạ. Đó, và tiếp theo đó thì em sẽ đảo qua là hai chiếc ghế đôn. Hai chiếc ghế đôn này thì hiện tại ở đây thì em đang có là hai chiếc ghế đôn trương bên cơ sở em đã được đục tỉa bằng tay cũng như đã được đục tỉa kênh bong hoàn toàn. Của sản phẩm này thì đục tỉa cực kỳ kênh bong các bác nhá. Đục tỉa cực kỳ kênh bong. Và mặt tràn thì mặt tràn dày 10 phân. Mặt tràn 10 phân vũ hương đá này. Đó, mặt tràn cực kỳ dày. Mặt tràn 10 phân. Và cũng như là chân này. Chân thì bên cơ sở em đang được làm là chân 18 này. Chân 18 đục hoa hồng, hoa lan tây. Những cái lối đục tỉa rất chia đẹp. Và cũng như là kênh bong về những cái kiểu này. Và cũng như là từ những cái hóm sâu này. Đó, nhìn từ những cái hóm sâu này, cực kỳ vào luôn nha các bác nhá. Nhìn từ những cái hoa hồng cực kỳ phiêu luôn. Cảm giác khi mà ngồi vào cực kỳ phiêu. Và yếm này, yếm thì bên cơ sở em đang làm yếm dày 5 phân. Và từ những chi tiết này, đục tỉa cực kỳ sắc nét, cực kỳ kính bong của những cái mẫu sản phẩm này. Chiếc ghế đơn này thì em ghép với em là 3 miếng thôi các bác ạ. Đấy, chiếc ghế đơn là ghép từ 3 miếng thôi. Nhưng mà 3 miếng làm dày 10 phân hết các bác nhá. Dày 10 phân và hoàn toàn là gỗ nguyên khối một loạt luôn các bác ạ. Đó. Và tiếp theo đó thì sẽ là một chiếc đôn cao. Chiếc đôn cao này thì bên cơ sở em đang được làm là 45 x 155 và sẽ có ngăn kéo để anh chị em mình có thể kéo ra kéo vào với những cái mẫu sản phẩm này. Và vân veo thì hoàn toàn những mẫu sản phẩm này được chọn giữa vân veo. Đây, cái chiếc ghế đôn nữa này. Đó, rất chia đẹp với những cái đường vân này. Anh chị em mình có thể lựa chọn và cũng ngắm nhìn với những cái mẫu sản phẩm này. Đấy, mặt trước mặt sau cực kỳ đẹp. Chiếc đôn con sẽ là 40-40. Tổng quan những bộ sản phẩm này thì anh chị em mình đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại mình để phía dưới màn hình rồi. Có địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty Hà Gia thuộc xã Phi Đồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở thì rộng đến 10.000 m² từ khâu sản xuất đến khâu trưng bày hàng. Bên cơ sở em có hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp là 0%, hỗ trợ tư vấn tại nhà các bác nhé. Cái video của em sẽ phải được kết thúc tại đây, và nếu hay thì anh chị em mình dành tặng cho em một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.